Ok, chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là Quân Tranh đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Uma Musume nha. Thì cũng khá là nhanh nhở. Mình nhớ đâu đó từ mấy chưa gì mình mới làm về gọi là kỷ niệm 2 năm của Uma Musume. Thì bây giờ chúng ta đã có kỷ niệm 3 năm rồi. Thì đây là banner kỷ niệm 3 năm. Sẽ đây up em đu nếu mà tiếng Nhật đọc là Doramite đúng không? Còn đọc bình thường là Doramite. Với là em 2 sao, em này là 3 sao đúng không? Với là em 2 sao Ikuno Ditus Ditus. Còn có thể tiếng Nhật đọc là Ikuno Ikuno Dikutatsu. My god, đọc mày luyến lử mày không? Ok, và chúng ta sẽ cùng là vào game và cha và test hai em. Chắc là mình chỉ test Duramete. Ok, chúng ta sẽ cùng test Duramete nha. Let's go. Ok, chúng ta đã vào được game rồi. Là con banner trước thôi. Ok, đây sẽ là ôi nhanh nhỉ, cái gì khi điểm 3 năm rồi. Ồ, lúc mà còn nhớ mình còn quay, mình còn nhớ là 2 năm là Mr. CP đúng không? 2 năm là Mr. CP thì kỷ niệm 3 năm là Doramite. Thì mày hình như có trong banner của có trong anime đúng không? Anime phần 3 đấy. Ok, cái điểm gì? Cái này ban đầu tôi chọn nè. Ồ ta ban đầu đâu đây rồi. What the hell, mẹ quá chưng, mẹ mày chưng quỷ à. Thì mẹ chắc tôi chạy quỷ lắm mấy ông ơi, để một cái khác sát khí luôn chứ. Ok. Ok, chúng ta sẽ cùng gacha banner 3 năm nha. Ok, nhìn em này có vẻ là chuyến đấy, hình như trong anime em cũng gọi là hơi bị vãn lực. Bao giờ gặp cái gũi vàng luôn mấy ông ơi. Em dễ rồi. Phải không? Chắc chắn được một vòng vòng rồi đúng không? Đây rồi, số 6 rồi. Số 6 thì thường gọi là số không đẹp đúng không? Thì nó phải có cái gì ở tà ác chứ. Ok, sẽ nhấp nha. 3, 4, 5, 6. Ok, lệch. Ok, vẫn lệch. Wow, có em Universe luôn. Wow, lệch hai em mà. Chí nhờ. Phải đái banner này để up luôn. Banner kinh điện từ để up, cái để up người ta cảm giác là quay khá là dễ, chỉ ra nhiều quay chát với gì biết có ốp hay không, nhưng không có lại biết rồi. Mong là chúng ta sẽ không có cái gì phải thật bị bối. Ok, thấy nó gọi là sâu sâu xa gì cả, khá nó khá là cái mùa ấy. Đủ ôi mình thấy cách. Ok, và đã luôn ra được Duramity. Yes sir. Ngầu nha,
Chắc cái nước em này chạy cái nước này hiệu ứng nổ đùng 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 luôn á. Oh my god. Doramente. Ok. À các bạn chờ một xíu nha. Ê bạn mình đã quay trở lại đây. Thì hồi nãy mình đã tra xong rồi. Như hồi nãy là mình được nổ hai em Doramente em mọi người. Mình đi tại sao, what the fuck. Nào hình như là có lịch sử đúng không, lịch sử là mình mở đây có lịch sử đó nhỉ. Đây hai em đây bắt máy đấy, mình mở được hai em Doramente. Oh wow, xong rồi mình mới bắt xong rồi tự nhiên em nó bị crash luôn đó, mình chưa kịp quay. Đấy, mình coi lịch sử thì mình được hai em Doramete từ cái đoạn hồi nãy. Ôi, thì mình sẽ tiếp hai em Doramete luôn. Còn nâng ta. Rồi nổ đất thì mình nâng một xíu. Đây đúng. Ui, thiếu 200 mọi người. Thiếu 200. À, thiếu 20 mảnh. À, thôi. Bói được. Ok, chúng ta sẽ cùng test em Doramete ha. What the. Ủa, cái này cái mới đúng không? Oh. Rồi. Ok. Ui, mình có một cái thẻ riêng nữa này nhưng mà không xài được, chắc chắn là không xài được đúng không? Mình sẽ xài thẻ của guitar thôi. Bị kẹt luôn hả? Oh shit. Mình phải đắp một cái thẻ nào này đi ha. Ok. Chết mò. Để lộn thẻ. Băm nhầm. Một xoay này cũng được. Ok thì hồi nãy ra cũng sớm đúng không? Hay mình training nhãn đi. Ra cũng sớm ấy. Rồi mình ngồi training nhãn luôn ha. Ok. Thì này gọi là tính cách khá là điềm tĩnh. Đấy. Nghiêm túc cái kiểu. Không biết nó vô đùa như thế nào nhỉ. Wow. Ok. Trên lên chắc 200 máy speed đi. Level 2. Mình nghĩ nên cần một xíu thể lực. Rồi đúng rồi, cần một xíu thể lực. Ok. Oh. 5% thì mình nghĩ không biết được đâu. Ok. Sợ. Ui, cái này nhiều lắm.
Ok. Là xong rồi đúng không? Ok. Skill này đi. Sợ. Một cái tá à, một cây tá. Đừng đu một cây tá. ここは負けられない一番人気。3番ドラメンテ。実力は完全に上位ですね。貫禄すら見せてしまいます。いや、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 
圧倒的に美しい青空が広がる東京レース場ターフも絶好の両馬場になりました名勝負になる舞台は整いましたねあ、目目とぎ。はい。一番、二番人気を紹介しましょう。五番、さあ今日の主役はこの馬娘を追いかけ。ドラメンテ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ドラメンテ。出走の準備が整いました。 Sớ. Khởi đầu khá là tốt. Em này đang gọi là giữ vị trí, giữ vị trí về cuối, phân phóng lên. Ok, tôi xấu chị nhanh ác vậy. このままリードすることができるか。前方から大きく離されて2番手は7番、さらには2番宇宙ついて1番その外並んで9番、それを見るように8番その内並んで5番うちの方からずらめんて4番並びかけてきた6番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。やんだい。まあ、như đang thu về phong cách lại luôn rồi. Đấy, bắt đầu gọi là đưa BMT chuẩn bị side skill. Đấy, biết mà. Mới nhắc luôn. ここから先頭を捉えることができるのか気持ちよく逃げている。 立ち上がったのは6番ドラメンテ内をつく凄い足だ栄光まで400ドラメンテ並んできたここでかわして先頭はドラメンテ驚異的な末足ドラメンテ追い上げるもう失踪言うたん失踪や最後移住を見せて栄冠を手にしました勝ったのはドラメンテ2着はドラメンテ2着は1番3着は1番 và đó là Duramente. Ngầu ác. Này vừa mạnh vừa ngầu. Đúng là người kia điểm 3 năm nó mới khác nhé. Ok, chúng ta cùng xem em Duramente hát nha. Xin xin.響けファンファーレ届け、ゴール、待て、輝く未来を君と見たいから。駆け出したらきっと始まるストーリー、いつでも 近くにあるから手を伸ばせばもっと掴めるグローリー一番目指してレッチャレンジ加速していゆこう勝利の女神も夢中にさせるよスペシャルな明日へ繋ぐ
Uầy, đỉnh vãi. Thề luôn mọi người. À, rồi từ từ mình chỉnh lại cái. Ok. Uầy, hát kiểu giọng gọi là trầm khá là hay luôn á chứ. Ok, và đó là Duramente. Chuyển miệng khá là ok. Để nói về gọi là ngoại hình của biển thì mang phong cách đặc đặc của bụ đúng không, một tối rồi màu đen màu túy. Nhưng mà khóc là một bộ áo gọi là nghe thôi đã thấy sợ rồi. Trong anime nghe bá. Ok, chúng ta sẽ cùng xem em Duramente ngồi sẵn như thế nào nha. Hascap というものをタルマイから勧められた栄養の資料とともに抜かりがないな。わやめて。Ok。イベントが開催中だ。催し物に顔を出しておくのもいいだろう。こうしている間もふと気づけば脳裏にはターフが浮かんでくる。目の前の馬娘をどう抜くべきか。レース理論のレポートが指定枚数に収まらない。仕掛けについてもっと語りたいのだが、グルネーの花壇が好きだ。育つ植物を見守る彼女は本当に優しい顔をしているから、ブーツの衣装には意味がある。強さと絆、私が重んじるものだ。イベントが開催中だ。 OK, đó là tất cả về gọi lời thoại của em Duramente. Em ngữ phải gọi là kỷ niệm 3 năm hoàn tráng. Nó hợp lý mà, tại vì em này kiểu cũng ngầu ấy. Cái phim này cũng ngầu đét. Tức đáng là em kỷ niệm vừa là 3 năm. Đó. Nhanh nhỉ, chưa gì là từ lúc mà mình làm video về kỷ niệm 2 năm là em Mr. Shibi thì chúng ta đã có em Duramente kỷ niệm 3 năm rồi. Thời gian trôi qua khá là nhanh. Đấy. Ok, thì nếu các bạn thích video này có thể cho mình like, subscribe và share để ủng hộ các video tiếp theo của mình của tựa game Uma Musume Reality Derby nha. Và mình cũng xin chúc là game gọi là kỷ niệm 3 năm phải một cột mốc phải gọi là càng đi lên đúng không, càng gọi là phát triển hơn nữa. Đấy, game bán ngựa này doanh thu tháng nào cũng cao, mình thấy doanh thu tháng nào mình cũng phải ở trong top ấy mọi người. Chứng tỏ game này gọi là có sức hút khá là cao đối với người Nhật cũng như là những quốc tế họ cũng chơi đó. Doanh thu hình như là doanh thu tổng của Android, Zap Play với lại gọi là gì ta? À, App Store đúng không? Ừ. Khá là cao đấy. Ok, mình sẽ mong gọi là game phát triển hơn nữa và đem đến những content gọi là đỉnh cao nữa. Đấy. Ok, hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye, chúc mọi người có một ngày tốt lành. Peace.